Hello là ok, chào mừng cả nhà đã đến với kênh của chú chó đeo hai chân, su xí soạn, bong bí bọng về mi mồm mỉm. Ở tập trước đó cả nhà, anh Xin đã mắc lỗi với mẹ là chị Hiền không làm được bài kiểm tra và được 1 điểm, sau đó chị Hiền đã bị mẹ đánh đó cả nhà. Quê không, ghê không, đây 10 điểm. Thì á là đều học chung lớp với Su hết. Bây giờ mấy bạn cũng đang chờ phụ huynh tới đón đó mọi người. Xem nữa là Su có thật sự giỏi như vậy không nha. Thôi 10 điểm, bây giờ hạm yếu thì coi nha. Để xem nữa là chị Hiền học như thế nào nha, có giỏi như Su không nha. Lần đây về là test đít những coi bài của em Su với em Bông nè. Tại em hai á, năm nay em cũng học sinh giỏi hết. Tại hai đón đưa đi em đi học trễ nên em không học được kiến thức của ngày hôm nay cho nên không đem bài được á. Hiền chạy trốn rồi. Mẹ biết chị Hiền hôm nay học như thế nào không? Bông. Ủa nhìn đây. Sau cái bài kiểm tra này thì chị Hiền cùng với em Su và em Bông còn có thêm một cái bài kiểm tra vô cùng quan trọng nữa. Thì liệu như ngày hôm nay chị Hiền cùng với em Su em Bông có hoàn thành được cái bài kiểm tra này hay không? Thì mời cả nhà đón xem ở tập ngày hôm nay nha. Ok cả nhà, sau khi mà đi học trở lại á thì hôm nay gia đình Su xí soạn có một bài kiểm tra trên trường đó cả nhà. Cho nên tất cả các thành viên đều tụ họp lại đây để chuẩn bị đi lên trường để làm bài kiểm tra đó. Chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân Su xí soạn và Bông bí bỏng. Thì sau một thời gian ôn tập để có thể thi kiểm tra đầu năm thì bây giờ á là Su với Bông cũng đã tới giờ để tới trường đi thi. Thì hôm nay á là có thêm hai người đi thi nữa mà còn lâu quá chưa thấy lên. Mấy thành viên nào đi thi nhanh lên, sắp chạy vô rồi kìa. Chạy vô rồi. Nhanh lên. Chạy vô rồi mà chị Hiền chưa học bài xong nữa. Chết rồi. Chú cha nãy giờ vậy là vậy nãy giờ mấy đứa vẫn đang học bài nó hả? Dạ rồi. Thôi giờ còn ôn bài gì nữa? Giờ còn ôn bài gì nữa? Được rồi, thôi. Ủa, nãy xuống bồng đi thi hai. Đúng rồi. Ủa? Còn 15 phút nữa là tới giờ thi. Đó, thì anh đã chuẩn bị xe hết rồi để chở mấy đứa lên thi. Đúng rồi, hãy chở em lên thi đi chứ em chỉ sắp chỉ giờ mục tiêu đúng rồi. Em với chị trong lớp anh mà không chở lên kịp là thua thi nè, là em tu thẹn trong lớp á. Tự dân thẻo hồi nhỏ hơn mà đâu chung lớp với chị Hiền. Chị Hiền nó học lớp 12 rồi. Rồi, được rồi. Bây giờ cả nhà thì sau thời gian mà ôn tập á thì mấy đứa đã ôn kỹ hết bài chưa? Ôn rồi, Su Bông ôn kỹ chưa? Su Bông ôn. Tối qua em thấy Su Bông không có ôn bài, mày lo chơi. Không, Su nói với là Su chắc chắn Su thi tốt, đúng không Su? Đúng. Rồi sao? Rồi bây giờ tới lúc phỏng vấn Thảo sao? Đợt này chuẩn bị đi thi Thảo có nói với mọi người gì không? Em cảm giác hôm nay á em đã ôn kỹ rất bài rồi. Em ôn kỹ rất là nhiều bài luôn, em ôn tới nỗi mà nhớ trong đầu, nhớ như in, không thể mà quên được thì không vậy thi tới chuyện có hình tròn chết rồi, vậy là chắc chắn là không ôn bài rồi. Nhưng mà thi không có bài đó. Rồi bây giờ á là tới giờ rồi, anh Sen sẽ đưa mấy đứa lên thi nha. Chuẩn bị gì vậy anh? Chuẩn bị với mặt cứ đây bởi cả nhà mình là anh của mấy đứa đây nên ra mình phải có trách nhiệm chuẩn bị cho mấy đứa đi thi. Thì ở đây á anh đã chuẩn bị cho mấy đứa những tờ giấy kiểm tra đầu năm nè. Đó, đầu năm là cùng chị Hiền nè. À mình cũng có cả nha. Thảo dễ thương nè. Thôi cảm ơn anh Thắng. Bông bé bỏng này nha. Ê nha. Còn xuống dưới sọn. Trời ơi anh Xin chu đáo ghê cả nha. Anh Xin chuẩn bị hết cho tất cả mọi người luôn. Em quên mất cái tờ giấy kiểm tra này. Không có cái tờ giấy kiểm tra này là lên cho nó phải đi mua. Chứ trường đâu có phát đâu mà anh Xin chuẩn bị cho mình. Rồi. Công nhận là anh Xin tốt bụng. Rồi mấy đứa bỏ vô cặp đi. Hôm qua em cũng quên chuẩn bị này. May mà có anh chuẩn bị được. Rồi. Rồi đặc biệt hôm nay anh có một cái giải thưởng để dành cho cái người mà có điểm số cao nhất trong cái cuộc thi đầu năm này. Wow. Đây. Đây anh Xin đã chuẩn bị một phần quà cực kỳ lớn luôn. Cái gì mà nhìn quen quen vậy ta? Đây anh cho cả nhà coi. Cái gì hai sao hai chuẩn bị quà to vậy? Wow. Mấy đứa có thể thấy đây là một cái máy iPad. iPad đời mới nhất. Đó cả nhà mình mới mua luôn nè. Đời mới nhất luôn. Đó. Trời ơi cả nhà, anh Xin còn chuẩn bị cho một phần quà rất là lớn nếu ai đạt được điểm số cao nhất trong kỳ thi này đó cả nhà ơi. Ai có điểm số cao nhất trong cái cuộc thi ngày hôm nay thì sẽ được nhận phần quà này. Đó. Tuy nhiên có thưởng thì phải có phạt. À là ai chỉ có đi thi được cao điểm nhất là sẽ nhận được cái phần quà này. Đúng rồi. Nhưng mà ví dụ thấp điểm nhất thì làm sao? Thấp điểm nhất thì cũng được nhận quà. Nhưng mà nhận bằng cái này. Cái nhé là ai thấp điểm nhất sẽ bị đánh 20 cây. Vậy là chắc chắn biết Thảo rồi. Chắc chắn là chị rồi. Anh
anh nghi là hai đứa đây nè. Bông học giỏi lắm. Cả nhà ơi, ngày hôm qua chị Hiền còn bị đấm vì không làm được bài kiểm tra đó cả nhà. Vậy lần này có khi nào chị Hiền cũng sẽ bị đấm giống như ngày hôm qua hay không? Mình là 12 năm đạt danh hiệu học sinh xuất sắc cả nhà, cho nên chắc chắn trong kỳ thi lần này mình cũng là học sinh xuất sắc. Wow. Bây giờ mình sẽ dự đoán ai là người nhận cái phần thưởng ro, đó chính là bé Thảo. Rồi, sao còn về Thảo? Thảo có tự tin về thi ngày mai không? Mình sẽ cố gắng đạt điểm cao nhất trong bốn người này để có thể nhận được cái phần thưởng rất là giá trị cực lớn mọi người. Ok mọi người. Nha, còn Su nói với mình á, Su rất là tự tin luôn. Đó, Su nói á là hôm qua Su đã học nguyên đêm rồi, bởi vì Su biết á là không thể nào làm mất mặt team Su Xí Sọn được, bởi vì team Su Xí Sọn là có hai thành viên viên gọi là chủ chốt, đó là em Su và em Bông đây này cả nhà. Đúng rồi, Su phải làm cho các em fan theo dõi trên kênh ngưỡng mộ Su chứ. Được rồi. Wow. Nói thì nói vậy á, nhưng mà phải đợi kết quả ra thì mới biết được. Thôi bây giờ bỏ sách vở vô, xong rồi anh đưa lên trên trường rồi đi thi. Nhanh lên chứ trễ giờ hai, trễ giờ là không được thi đâu. Đúng rồi á, lần trước cũng tại vì anh Sen chờ chị Hiền đến trễ giờ cho chị Hiền mới không làm được bài thi đó cả nha. Lần này á mà anh Sen còn để chị Hiền trễ giờ học nữa thì chị Hiền sẽ không tha cho anh Sen đâu. Cặp đây, anh lại chuẩn bị hết cho tất cả mấy đứa là có bút, có giấy kiểm tra rồi. Mấy đứa cố gắng vô, cứ tự tin nha, làm bài làm sao cho mọi người thấy được là tay xuống dưới sọn mãi đỉnh và mãi giỏi, hiểu chưa? Ok không? Ok không? Ok không? Bắt tay mãi đỉnh. Yeah. Rồi, giỏi. Xem chưa không? Sau khi mà chuẩn bị hết tất cả dụng cụ, đồ đạc, học tập thì bây giờ anh Sen á sẽ chở các em nhỏ tới trường để thi như cả nha. Đầu tiên đó chính là em Bông Bí Bỏng. Bữa nay em Bông Bí Bỏng có một cái cặp đẹp quá mọi người ơi. Tiếp theo á là sẽ đến em Su Xí Sọn. Em Su Xí Sọn cũng có một cái cặp đôi giống như em Bông đó cả nha. Hai thành viên lên xe, nhanh lên. Cả nhà hôm nay mình sẽ chở hết tổng cộng là 4 người đi thi nha cả nhà. Rồi, phải nhanh chóng di chuyển đến trên trường thôi cả nhà. Nếu không thôi á là sẽ trễ giờ đi thi đó. Lần này là cái bài kiểm tra rất là quan trọng luôn. Ăn thi giờ tốt không giờ? Dạ. Thảo, nhất là Thảo á, anh thấy á là Thảo á là rất là dễ sai ở những cái câu mà phép nhân. Giờ phải chú ý vô nha chưa? Dạ, em có em không có bạn chưa rồi à. Ok, còn Su với Bông anh nè, thường hay sai ở những cái trừ với phép cộng. Vì vậy anh cũng dặn Su Bông rồi. Đó, mấy đứa cố gắng thi sao cho điểm cao nhất để về nhận phần thưởng của anh nha. Dạ. Trên đường đi đó cả nha, anh Sen vẫn rất lo lắng cho mấy đứa vì sợ mấy đứa sẽ không làm được bài kiểm tra, cho nên anh Sen vẫn dặn đi dặn lại là sau khi mà làm bài xong thì phải kiểm tra bài thiệt kỹ mới được nộp đó cả nha. Hả? Vì trường của chị Hiền và bé Thảo gần hơn, cho nên bây giờ anh Sen sẽ chở chị Hiền và bé Thảo tới trường trước nha cả nha, sau đó mới đến lượt chở Su Bông. Rồi, tới trường rồi. Rồi. Tới chưa rồi. Ok cả nhà, hiện tại á là mình đã đưa bé Thảo cùng với chị Hiền tới trường để đi thi rồi nha cả nhà. Đó, đâu rồi cặp của chị Hiền với bé Thảo đâu? Đây cả nhà. Rồi, trong đây có giấy đủ cho kiểm tra chưa? Có đủ rồi. Rồi, hai đứa bây giờ có tự tin vô thi không? Tự tin chứ, mình đã ôn kỳ lắm rồi cả nhà. Đây là kỳ thi cuối cùng, chỉ có mình hoàn thành á là mình sẽ đứng nhất lớp luôn cả nhà. Rồi, còn Thảo? Em hoàn thành nữa em có thể đứng nhất trường luôn anh. Ok được rồi, vậy anh chúc Thảo với Hiền sẽ thi tốt trong kỳ thi ngày hôm nay. Ok. Được chưa? Thôi bây giờ hai đứa vô thi đi. Rồi xíu nữa anh lên đón về. Dạ. Ok cả nhà, hiện tại á là chị Hiền cùng với bé Thảo đã vô thi rồi. Bây giờ á là mình sẽ tiếp tục chở Su với Bông qua trường của Su Bông để kịp giờ thi nha cả nhà. Tại vì ba đứa là thi ba trường khác nhau, nên bây giờ mình sẽ cố gắng nhanh nhất để mấy đứa có thể kịp giờ thi. Cố lên. Hiện tại là còn 5 phút nha cả nhà. Được rồi. Rồi, tới trường của em Bông rồi. Bông là học trường tuổi hồng này nè cả nhà. Cả nhà có thấy không? Cái trường tuổi hồng này nè là trường của em Bông. Được rồi. Đợt này anh chúc Bông thi tốt, được điểm cao. Đó, để gọi là làm gương cho các em fan. Được chưa? Anh rất là tự tin về Bông. Cố gắng đạt điểm 10 nha. Rồi, Bông đi vô luôn. Anh đưa Bông vô đó. Để tới trường của em Bông rồi cả nhà. Em Bông học trường tuổi hồng á. Bây giờ anh Sen sẽ đưa em Bông vô tới lớp nha cả nhà. Tại vì em Bông còn nhỏ cho nên phải dẫn em Bông vô lớp, nếu không thôi là em Bông bị lạc đó cả nhà. Đây cả nhà, đây là trường của em Bông. Bây giờ Bông nhanh chóng vô lớp và làm bài kiểm tra đi Bông. Nhất định phải được điểm 10 nha Bông. Đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ đưa Bông vô là chơi mấy em đó nha cả nhà. Đó, mấy em đó là cũng là mấy em chuẩn bị thi với em Bông đó. Ok. Ôi Bông giỏi, vô thi cho tốt nha. Lúc này á, bạn của em Bông cũng ra tới đón em Bông đó cả nhà. Thì mấy em đây này cả nhà, cũng là mấy em đang chuẩn bị đi thi với Bông á. Bây giờ mấy đứa dẫn Bông vô lớp cho Bông thi nha. Rồi thôi, dẫn vô thi đi. Rồi, tạm biệt. Và cuối cùng là phải chở em Su tới trường cả nhà. Trường của Su ở xa nhất cho nên là em Su sẽ được chở đi cuối cùng. Hiện tại là còn 2 phút nữa là vô giờ thi rồi. Đó, vẫn còn kịp nha cả nhà. Su ơi, anh nói nè,
Su anh nói nè, em là một trong những người mà làm gương cho các em nhỏ. Em nhỏ rất là nhiều em gọi là fan của Su. Vì vậy Su mà thi điểm thấp là không có được đâu, hiểu không? Đó, với lại hội thú của anh đã ôn kỹ rồi. Em nhớ nha, những cái phép tính mà phép nhân với phép cộng á, em phải làm nhân trước cộng sau, nhớ chưa? Được chưa? Rồi những cái phép mà ở trong ngoặc phải làm trước, được chưa? Cố gắng nha, làm cho điểm cao lên, về anh tặng cho cái phần thưởng kia. Ok, wow. Được không? Được cả nha, giỏi, ok không? Rồi, đi vô thi. Nhanh lên Su ơi, bây giờ các bạn ở trong trường các bạn thi hết trơn rồi. Cho nên bây giờ Su phải nhanh chóng chạy vô đó thi đi, nếu không thôi chạy vô đó. Đó cả nhà, bây giờ Su lớn rồi cho nên để Su tự ở trong lớp nha cả nhà. Sau khi mà đưa bốn đứa đi đến trường để làm bài kiểm tra thì anh Xuyên quay trở về nhà. Và sau khoảng 4 tiếng thì bây giờ đến giờ tan trường rồi. Bây giờ anh Xuyên sẽ chạy lên Xuyên đón bốn đứa về để coi thử bốn đứa làm bài kiểm tra được bao nhiêu điểm nha cả nhà. Ok cả nhà, hiện tại là anh Xuyên đã có mặt ngay tại trường của chị Hiền và bé Thảo. Thì không biết là chị Hiền với bé Thảo được đây thi được bao nhiêu điểm mà anh thấy nãy giờ gần hết giờ rồi mà vẫn chưa thấy ra. Cả nhà thấy không? Rất là nhiều em đi ra rồi được ba mẹ đó rồi nhưng mà vẫn chưa thấy chị Hiền với bé Thảo. Bây giờ không biết rằng là làm được không? Bây giờ mình cố gắng mình đợi thêm một xíu nữa nha để biết rằng kết quả thi lần này sẽ như thế nào. Ai bé Thảo ra rồi cả nhà. Đây. Sao rồi? Sao mà thấy cả nhà thấy không? Nhìn mặt Thảo khá là tươi. Mình là mình đã có thể đoán được là lần này chắc là Thảo thi được á. Sao? Được không Thảo? Rất là được luôn. Này em cho anh xem, em cho anh xem bài kiểm tra em luôn. Và em á, giờ em được tăng hạng rồi anh. Tăng hạng luôn hả? Dạ. Vậy chứng tỏ là em học giỏi, em làm điểm cao lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Nào anh coi coi. Nè. Trời ơi cả nhà, mình không thể tin được là chỉ với một cái kỳ hè này mình ôn tập cho Thảo thôi mà Thảo đã thi điểm như thế này luôn cả nhà. Đố cả nhà đáng được bao nhiêu điểm luôn á? Anh xin không đáng được luôn mà. Anh xin nghĩ cùng lắm là Thảo chỉ được tầm 8-9 điểm thôi. Mà cả nhà coi nè. Trời ơi, wow. Thảo được 10 điểm. Thiên Ông. Thiên Ông. Điểm cao nhất lớp không? Nhất lớp mà anh. Ghê. Cả nhà coi nè, 4 x 4 bằng 16. Wow. 15 cộng 25 bằng 40 đúng. 99 x 1 bằng 99 đúng. 10 điểm. Trời ơi cả nhà, biết Thảo dở quá, biết Thảo được 10 điểm vậy đó, có khi biết Thảo đúng nhất rồi cả nhà. Bây giờ ủa mấy Thảo hồi nãy á, Thảo có đi ngang qua lớp chị Hiền, Thảo thấy chị Hiền còn ở trong đó không? Do là em thấy chị Hiền đang soạn đồ đi ra á. À vậy hả? Dạ. Ok, vậy bây giờ mình đợi chị Hiền ra luôn nha. Mà Thảo, em nghĩ á, chị Hiền đợt này thi điểm có cao bằng Thảo không? Dạ đương nhiên là không rồi. Ok, để mình coi thử nha, trình độ của chị Hiền so với trình độ của Thảo sẽ như thế nào nha. À, chị Hiền ra rồi cả nhà. Ôi à, anh đừng nói lại được mấy điểm gì hay á, đừng nói. Không nói bây giờ sao Hiền làm bài được không? Sơ hả? Sơ là chắc đề 1-2 điểm hả chị? Đề bữa nay khó quá. Đề khó quá hả? Sơ là chắc 1 điểm hả chị? Lấy ra anh coi coi. Đây kìa nha, bây giờ mình sẽ đưa cho anh Xuyên nha. Nè Thảo hai, yêu bóng đá gì hơn cái Thảo không? Tiêu Hiền rồi. Sao vậy? Thảo lúc nãy giỏi lắm. Vậy hả? Thảo được mấy điểm đưa cho chị Hiền coi. Đây nè chị. Trời ơi, sao Thảo được 10 điểm luôn vậy nha? Không tin được luôn á. Mà điểm của chị Hiền chỉ được có 9 điểm rưỡi thôi. Tại hai biết sao không? Sao? Em làm đúng hết nhưng mà chữ xấu quá cho nên bị trừ nửa điểm. À là do chữ xấu, đúng rồi. Chữ mới Thảo đẹp hơn nè. Tại vì em viết nó không thẳng hàng á cho nên bị trừ điểm. Trời ơi, câu hỏi của chị Thảo chị trả chị Hiền khá khó cả nha. 10 cộng 1 là dễ nè. 1.000 cộng 2.000 bằng 3.000 nè. 6.000 trừ 6.000 bằng 0. Đúng rồi, câu bài của em toàn là số lớn không à. Ghê. Nhưng mà năm nay mấy đứa thấy đề trường ra khó không? Đề ra thì đúng năng lực cả hai. Là phân loại được học sinh á. Được. Trời ơi, Thảo lên bài xem mà bây giờ thân quen của Thảo thành cái khăn khổ vậy. Thôi được rồi, bây giờ á, điều quan trọng là bây giờ chạy qua Su của Bông. Đúng xem rồi, Su Bông như thế nào. Hiện tại là chị Thảo đang là người cao điểm nhất nha cả nha. Ok, anh nghĩ lần này Su chắc sẽ được 11 điểm luôn. Đúng rồi. 11 điểm là không cao Thảo nha. Bông là 12 điểm nha. Ok. Được rồi, bây giờ mình sẽ chạy qua bên chỗ Su Bông để coi là Su Bông thi kết quả như thế nào nha. Ok cả nha, hiện tại á, bé Thảo là người cao điểm nhất với số điểm là 10. Và liệu như em Su về em Bông sẽ thi được bao nhiêu điểm, có cao hơn điểm 10 của chị Thảo hay không? Thì mời cả nhà đón xem ở tập tiếp theo nha.